Trong trận đấu gặp Sportivo Guaran, Javier Portillo đã đi bóng vượt qua 8 cầu thủ đối phương rồi ghi bàn cực khó tin. Cụ thể, Javier Portillo đã đi bóng từ phần sân nhà rồi lần lượt vượt qua các cầu thủ Sportivo Guaran. Khi bị một cầu thủ đối phương đốn ngã, Portillo vẫn bật chạy tiếp tục vượt qua hàng hậu vệ và ghi bàn cực độc. Tổng chiều dài quãng đường mà Portillo đi bóng lên tới 74m. Tờ Soccer America đánh giá đây là bàn thắng đẹp và có độ khó không kém gì siêu phẩm của các ngôi sao tên tuổi. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Bóng đá là một môn thể thao được yêu mến bậc nhất trên thế giới. Vậy bóng đá mà lại còn là bóng đá đẹp nữa thì đúng là mê lực, thu hút mọi sự chú ý của những cổ động viên nhiệt thành. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phê tới nóc qua những pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân ảo diệu của các ngôi sao túc cầu mà tưởng như chỉ xuất hiện trong game. Nghe thì khá là cuốn phải không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, lên đường thôi anh em! Sẽ thật sai lầm nếu như mà đối thủ không đánh giá cao kỹ thuật cá nhân của Andres Iniesta. Chả qua cựu sao Barcelona luôn muốn hiệu quả hóa tối đa lối đá nên ta mới ít thấy anh phô diễn kỹ thuật. Còn khi đã thích chứ gì, ai dám vượt mặt Iniesta khoảng múa lửa đây. Có lẽ chuyển sang Ajax là nước đi đúng đắn bậc nhất trong sự nghiệp của Dusan Tadic. Kiến tạo có, ghi bàn có, sử dụng kỹ thuật điêu luyện cũng có luôn. Anh là nhất, là số 1 Tadic. Đừng để gương mặt trông có vẻ non nớt và nhiều nét tấu hài của Vinicius lúc ấy đánh lừa nha. Công nhận Vini hồi đó vui tính thiệt, cơ mà chất nghệ sĩ của một viên ngọc đến từ xứ sở Samba vẫn nguy hiểm lắm nha. Và đó là 3 pha hất bóng qua đầu đối thủ liên tiếp đến từ vị trí của Vinicius Junior, ảo thật đấy. Nhìn thấy cảnh đối thủ bị Bernardo Silva hành hạ như thế này, có ai ngờ đâu chính Manchester City hồi xưa cũng là nạn nhân cho màn thảm sát của tiền vệ Bồ Đào Nha. Chuyện là thuở còn khoác áo AS Monaco, một mình chàng Silva nhỏ bé đã khiến cho cả hàng thủ của gã khổng lồ đến từ xứ sở sương mù bị chao đảo, quay cuồng không lối ra. Chắc cũng vì màn trình diễn ấn tượng đó mà Man City mới quyết tâm chiêu mộ Bernardo Silva về Etihad ngay kỳ chuyển nhượng sau đấy. Hàng Bồ Đào Nha đỉnh cao của chất lượng là phải mua liền. Nào chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình tập đếm cùng siêu sao bóng đá. 1, 2, 3 và 4 cái bóng áo cam đã bị anh chàng nghệ sĩ này vượt qua một cách không thể dễ dàng hơn. Dĩ đến tận gôn mới chịu ghi bàn như này thì anh Zai lại bá đạo quá rồi. Xem ra ở thời điểm hiện tại, quyết định tham gia cuộc đua tốc độ với Kylian Mbappe là nước đi không chuẩn chút nào của các hậu vệ. Còn điều đó là sai như nào hả? Các bác cứ nhìn thanh niên áo trắng tội nghiệp này là sẽ rõ. Nhắm mắt nhắm mũi cũng không chạy lại nổi Mbappe luôn mà, khó đỡ lắm. Cú lắc hông rồi mới dứt điểm ghi bàn này đã trở thành một phần của lịch sử, tác phẩm nghệ thuật của bóng đá thế giới. Vậy tác giả của siêu phẩm ấy là ai ư? Còn nhân vật nào dám nghĩ ra điều điên rồ đó ngoài thầy phù thủy Ronaldinho cơ chứ? Neymar thời trẻ và vẫn còn để những kiểu tóc phá cách đã từng làm trùm tại Brazil như thế đấy. Trông hậu vệ đội bạn theo kèm Neymar mà mệt lắm rồi đây. Thôi ông vượt qua tôi luôn đi, đừng hành hạ nhau thêm nữa. Việc sinh ra ở giai đoạn nước Pháp đã có quá nhiều tài năng, cộng thêm những chấn thương dai dẳng hành hạ đã khiến cho Nabil Fekir không thể vụt sáng trở thành siêu sao. Và khi chứng kiến bàn thắng solo mãn nhãn này, ta lại càng thấy tiếc cho sự nghiệp của cựu sao Lyon. Rồi giờ nhìn ngoại hình như mấy ông đấu vật của Erling Haaland, các anh dai trong hệ thống phòng ngự tính sao đây? E rằng phương án tì đè dùng sức là không khả thi rồi. Thanh niên Haaland hất văng ra và ghi bàn ngay đấy. Thiên thần Kaka đã từng khiến cho Lionel Messi phải tẻn tò và trở thành tội đồ như thế này đây các bác. Thật may mắn khi vẫn được chứng kiến những bước chạy cùng với đôi cánh thiên thần đẹp nhất trong sự nghiệp của một trong những nam thần xuất sắc nhất lịch sử túc cầu. Kylian Mbappe và Cavani cùng nhau sát cánh trong màu áo Paris Saint-Germain đã khiến cho khán giả thủ đô nước Pháp phải đứng dậy hò reo phấn khích. Với sức trẻ của mình, Mbappe như cơn lốc nơi hành lang cánh, cuốn văng mọi vật cản để truyền bóng cho Cavani. Còn với gã thợ săn El Matador, dễ thế này thì thôi, mình đánh góp phát cho bàn thắng thành siêu phẩm nhỉ. Đây mới là chuẩn anh Jack Grealish 100 cũ mà các cổ động viên Man City trông đợi đây này.
chạy nhanh, tỳ đè khỏe, chuyền bóng chuẩn xác, thần thái ấy của Grealish đúng là đỉnh hết nước chấm. Gì đây, mất đà nhưng vẫn có thể bình tĩnh giật gót để loại hết đối thủ và ghi bàn sao? Không tính là siêu phẩm cho anh giai này thì quả đúng là một tội ác. Đến cả gã đô con Upamecano còn không thể chiến thắng Haaland trong khoảng tỳ đè thì e rằng cả Bundesliga xong rồi. Một mình Erling Haaland chắc làm gọi hết nước Đức mất thôi. Cơn ác mộng thực sự mà Dortmund mang đến cho các bạn đó. Olivier Giroud đã không ghi bàn thì thôi, chứ một khi đã lập công thì phải là siêu phẩm. Tưởng anh giai to con cồng kềnh mà không có kỹ thuật cá nhân sao? Nhầm to nha, Giroud một khi đã máu là sẽ cân hết nhé, kể cả thủ môn cũng vượt qua luôn. Người chơi hệ to cao đen kỹ thuật Alan Saint-Maximin vẫn đang chơi khá hay tại Newcastle United. Thanh niên này phải sở hữu 6 sao kỹ thuật chứ ít đâu, toàn mấy quả ngoáy lửa cấp cao đấy, không phải ai cũng làm được đâu nha. Đang nói về siêu phẩm mà cho đến giờ phút này cái tên ấy vẫn chưa xuất hiện là sai lầm lắm nha. Đấy đây, ông hoàng siêu phẩm Ibrahimovic của quý vị đây. Qua người là phải qua cả vàng rồi nhẹ nhàng đánh lừa luôn thủ môn như này mới gọi là chất chứ. Đúng là đại ca Ibrahimovic rồi, lẫn đi đâu được. Neymar hồi vẫn còn gầy nhưng đã là niềm hy vọng lớn lao của tuyển Brazil rồi. Cậu nhóc còi cọc khi ấy, võ nghệ đã cao cường lắm rồi. Đừng có mà chủ quan nha, thua sấp mặt luôn đó. Chơi ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng, nhưng đừng có đùa với kỹ thuật của Marco Verratti. Người ta nhỏ nhưng có võ đấy nha. Mấy ông to cao kia thích làm gì? Lấy lại quả bóng ư? Đừng có mơ khi mà Verratti vẫn còn đang quẩy sung nha. Dù rằng không được trọng dụng và cũng đã đánh mất phong độ đỉnh cao, nhưng Isco vẫn luôn là một ngôi sao sáng tạo hàng đầu tại xứ sở bò tót. Anh giai vẫn còn nghệ lắm, cố lấy lại đẳng cấp vốn có của mình ha. Nguyên hàng thủ Arsenal phải chịu thua trước pha bắn tốc độ này, không hẳn là vì đội hình pháo thủ khi đó bị ngáo ngơ, mà tại bởi gã trai kia có cú nước rút thần thánh quá, xin giơ tay rút lui thua thôi. Trước khi có sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, hàng công Juventus được đặt cả lên vai Dybala. Đây là lý do vì sao ngôi sao Argentina lại nhận được nhiều kỳ vọng đến vậy. Kỹ thuật nhuần nhuyễn quá đi mà. Ở cái tầm này mà Vinicius cùng Benzema phối hợp ăn ý với nhau nữa thì thứ gì chịu nổi. Vậy xin mời các đồng chí đứng ra làm nền cho giai đẹp Vinicius lập công thôi. Cản bước sao được chú kèn kèn trắng đang vào form này. Vừa rồi là những pha biểu diễn kỹ thuật ảo diệu như hack game của các ngôi sao bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thú vị thì đừng quên like và subscribe cho kênh chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.